là giặc giả nè, nào là đau bệnh nè, nào là chiến tranh nè, nào là thiên tai nè, à, rồi đó nha, đó không phải thôi, rồi bắt đầu trả quả. Ở đây là tôi sơ bộ rồi thôi, tôi nói là nhiêu trả quả nè, nào là hùng tha xấu bắt, nào là giặc giả chiến tranh, giặc bây giờ còn đỡ hơn hơi, nó tranh giành mà là ngôi báo rồi thì kia nó còn hơn nữa. Thì bây giờ nó bắt đầu cởi là nó bắt đầu sửa sạn, thế chiến nó sẽ tới, mà tới thì hạ quân nó sẽ chấm dứt, thì thượng cổ hồi nguyên đó. Đây thì mình nói nè, đau bệnh nè, rồi giặc giả đó, rồi đó là thiên tai, thì bây giờ ông nói lớp đau chết kể thôi vô số, thì bây giờ mình kể qua Covid gì rồi đó là lớp đau chết kể thôi vô số, nó không kể số được quý vị, có nghĩa là chết đi, chết mà sắp hàng thiêu không kịp. Ví dụ như ở bên Ấn Độ á, chết mà có thể nó đem xuống sông Hằng á, cấp sắp hàng này nè, mới đổ nó liễn với sông Hằng, bởi vì cái nước Ấn Độ mà sao nó cũng mê tín, nó nghĩa là thảy xuống đó đó là nó có lợi nữa, đem Phật cũng cứu mình, sông Hằng là cái sông linh rồi đó, giờ thảy vô đó cứu, thảy giết á, hình như là nó quá rồi. Vậy vô đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân dịp bữa nay mình đã gặp nhau giữa nhà của Quỳnh Hai vì những ngày kỷ niệm của nội tổ của gia đình Quỳnh Hai có tổ chức buổi lễ, nên còn thể chung với đồng đạo đến đây để mình chia sẻ về đạo đức. Thì đây tôi chia sẻ về đạo đức một đoạn giảng để chúng ta mặc, rồi bắt đầu mình vô. Lớp đau chết gửi thôi vô số, chim tà ma yêu quái chặt đường, cảnh hồng trần nào thấy thảm thương, làm sao cứu những người gian ác, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh yêu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiều nay tạm diệt, lặt đời trở lại khắp lê thứ, biến chi thương hại dùng phép màu lặp lại thượng quân. Ở đây là lời cảnh báo của Đức Thầy, nay là 84 năm mà khi cảnh báo á, thì ở đây là ông Phật, nếu mình nói chuyên cơ thì có nghĩa là bây giờ nói có thể là 5 năm trước, 100 năm tới nó sẽ tới, là vì ông Phật thiên cơ, thiên là trời, cơ là cái máy của trời, thì đây là ông Phật ông biết rõ hết, ông Phật ông chỉ nói ông biết rõ hết, ông nói là đây, còn mình chúng sanh có thể bàn lại, ông nói này có, ông nói thấp lên thế biến chi thương hại trùng phép màu lặp lại thượng quân, mình ở cái đời hạ quân chuyển sang thượng quân thì cái đời hạ quân nó đã chấm dứt, sửa dạng chấm dứt rồi nó mới sang qua thượng quân an lạc. Thì Đức Thầy biểu mình gì? Biểu mình tu à, cho nên tu mới hưởng được cái thời thượng quân, hạ quân chấm dứt, thượng cổ hồi quy. Ở đây là mình sao bỏ qua, bắt đầu mình cãi lại. Lớp đau chết cãi thôi vô số, thiên tà ma yêu quái chặt đường, có nghĩa là vừa rồi mấy năm rồi cũng như lớp đau chết cãi thôi vô số, bây giờ như ví dụ như Covid đó, Covid thì rồi đâu phải từ Trung Quốc rồi nó sang qua Việt Nam, rồi nó sang qua nó ở Đông Nam Á này, rồi tới châu Âu, châu Phi, rồi châu Mỹ đó, nó nhiều nước, cho nên lớp đau chết cãi thôi vô số, thiên tà ma yêu quái chặt đường, cũng như bây giờ nói á, cấp Bắc Nam khí trời mù mịt, lộ không ngừ nhà bít cửa ra, có nghĩa là nói năm nay mấy chục năm rồi đó, tất cả quý vị, thì bây giờ nó đi ra vậy đó. Cái này mình nói ông Phật ông nói cái này cũng như ông nói trước, là có nghĩa là thường thường mình nói chuyên cơ. Tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, đặt để diễn xây trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, có nghĩa là đây là ông Phật ông cảnh báo, có nghĩa là cuộc đời này nó chấm dứt, hạ quân nay đã hết đời, mà mình theo đời thì mình hết, mình tu là còn, hiện còn giữ mắt dấu hiệu Phật tiên, theo Phật là phải làm hiền làm lành thì còn. Thì ở đây là ông Phật vừa cảnh báo đời nó sẽ cho hết đó, mà vừa biểu mình phải tu mới còn, chứ giờ đời hết mình không tu thì mình cũng theo đời luôn, mình hết luôn. Như vậy thì ở đây á, có nghĩa là ông Phật ông
cảnh báo cho mình nè, đời nó sẽ tết rồi nó tới nào nè. Đây thì mình nói nè, đau bệnh nè, rồi giặc giả, rồi là thiên tai. Thì bây giờ ông nói lớp đau chết kể thôi vô số, thì bây giờ mình kể qua Covid gì rồi đó là lớp đau chết kể thôi vô số. Nó không kể số được thưa quý vị, có nghĩa là chết đi, chết mà sắp hàng thiêu không kịp. Ví dụ như ở bên Ấn Độ á, chết mà có thể nó đem xuống sông Hằng á, cấp sắp hàng này nè, mới đổ nó liễn với sông Hằng, bởi vì cái nước Ấn Độ mà sao nó cũng mê tín. Nó nghĩa là thảy xuống đó đó là nó có lợi nữa, đem Phật cũng cứu mình. Sông Hằng là cái sông linh rồi đó, giờ thảy vô đó cứu, thảy giết á, hình như là nó quá nhiều thành nữ ra sao, nó không còn thảy nữa, thành nữ ra đi thiêu rồi này kia, nghe thấy không? Ở xã hội, ở đời có nghĩa cái người mình mê tín rồi, cái từ cái mê tín nó cái khổ sở. Anh thử đây nè, chết lớp đau chết cỡ cho luôn tốt, có nghĩa là từ Việt Nam của mình thì chết cũng sắp hàng rồi, cái cũng làm không kịp nè, rồi Ấn Độ đi đó, rồi ở Trung Quốc đó, rồi tất cả là ở là châu Âu rồi này kia, thì hoàn toàn cả thế giới thì lớp đau chết cỡ cho luôn tốt. Thiên tà ma yêu quái chặt đường. Bây giờ nếu mà nói với cái thời hạ môn này theo văn minh vật chất thì kể như ma không à. Bởi vì đây mình không chịu tu, mình tranh lành là danh lợi không à. Thì bây giờ cái người không tu chết thành gì? Thành ma cái gì? Thôi mà chết là người cãi không có vô số, thì bây giờ cái người chết bị trả quả này thì bây giờ thành ma. Thành nữ là lớp đau chết kể thôi vô số, thiên tà ma yêu quái chặt đường, chết rồi tàn bình ma không, hồn ma là phóng quế gì đâu không, mà chờ ngày lên trả quả. Ví dụ như tùy theo cái kiểm soát của người của mình, bây giờ mình sống mà lo tranh giành, lo hơn thua không à. Ví dụ bây giờ cái người mà ở đời thì tối ngày khác nhập đủ thứ chân châu heo rồi thì kia để mình giành làm năng. Mình ăn là gì? Khi giờ mình ăn nó thì ngơi nữa mới nào mình cũng mới trả quả lại. Bởi vì ác nhân toàn thiện quả cũng do đó toàn thiện vậy. Nói gì nhân quả thì mình giết dao là mình đền một mạng, chứ không nói gì chứ. Bây giờ đánh dậy rồi lột da chiên xào người ta ăn ngon miệng thì ngơi nữa, người ta khổ sở thì phải trả lại. Lực nhân quả thật là cao điểm suốt một đêm chẳng lọt không ai. Cho nên đây là nếu mình nói về nhân quả thì nó phải vậy thôi. Đó, lớp đau chết kể thôi vô số, thiên tà ma yêu quái chặt đường, cảnh hồng trần nhiều nỗi thảm thương, nhiều nỗi thảm thương. Làm sao cứu những người khúc mát. Bây giờ ông Phật biểu làm lành làm dữ, hiền lành nhắm mắt thấy non tiên. Bây giờ ông biểu làm hiền mà cứ làm dữ không, rồi sao cứu? Thấy không? Như vậy thì ai cũng vậy, chứ mình trở lại mình làm lành nó hiền lành chừng đó xuống giày quân thần cộng đạt, mấy ngày vui chơi đến đó ta mới mừng cười. Nhìn thêm ngọc đế giữa trời định phong, thiên hoàng cũng mở các quan các lăng, địa hoàng cũng mở mấy lần một môn, mười cửa xem thấy ghê hồn, do chẳng coi thử có mà hay không. Một hơi nữa đấy thì đây là coi như là cái cuộc tù ở thế gian. Còn hiền lương đến mọi cũng kề với nhau, tại sao mình không chịu làm hiền lành để gặp cho ông Phật? Sau này có nghĩa là giải khôn trần thế chứ nào giải ngu, có nghĩa là hơi mình tu rồi mình gặp được cái đời thượng môn an lạc. Có nghĩa là bây giờ cái đời này nó khổ sở nè, đau chết nè, mằn ra bây giờ là bắt đầu nè, nghèo bị giàu, bị nghèo mấy chiếc chẳng còn, có nghĩa là hơi đây nè, rồi nó khổ sở tới mùa màng thắt đói đau công thuốc thương hại lê dân đức ruột thảm vợ con có giấc mình đeo. Có nghĩa là bây giờ nói như mùa màng như tôi mằng lúa, tôi biết là mằng lúa năm nay đâu phải là dễ. Mằng lúa năm nay rồi nó bị cái là dịch, nó bị dịch là gì, con mòn cánh trắng rồi đó, giờ nó không có ở dịch à. Bây giờ ông nó phát bệnh ăn của mằng lúa đỏ tư, có nghĩa là cái chị hoài chị không hết. Có người báo cáo là với nhà nước là lúa tôi không có thu hoạch được, kỹ thương đi vô nó coi rồi xét nghiệm ra thuốc rồi mới trừ đó. Như vậy là đài theo báo thì nói Việt Nam mình năm nay mà nông dân, nhà nông dân mà nó thất thu là 30%, nó 30% coi quý vị coi nhiều nó thất thu nhiều. 1000 giả năm ngoái được bằng 1000 giả năm nay bằng được 700 đó. Thì đây là mùa màng thất đói đau công thuốc,
Thiên bấy lê danh nước ruột thảm vợ con đối với đùm đeo. Cẩm chữ nghèo còn mắt chữ eo. Thiên lại tăng giá mắt có nghĩa là ăn ơi nó lúa gạo nó tăng lên giá nè. Nó đủ thứ hết trơn nó làm cho mình khổ sở. Đó. Như vậy thì từ cái mằn ăn và từ cái khổ sở thì bây giờ mình thấy á, trên cái khổ vì Đức Phật thấy mình khổ cho nên Đức Phật lãnh lĩnh xuống đây để là gì? Để dạy cho mình ngay thẳng cho mình tốt đẹp cho mình hiền lương trở lại hiền lành nhắm mắt thấy đầu tiên thì bây giờ mình trở lại rồi mình để mình thấp thanh tiên an nhàn chứ đâu phải thấy chúng sanh này mà khổ ông nói muôn ngày vô sự đánh sạch hàm tâm tâm sao chẳng ngồi nơi ngôi vị mà hưởng à, hưởng quả bồ đề cường thọ mà còn len lỏi xuống chốn phàm trần mà chịu cảnh che ghen vì lòng từ ái chưa trang thương bách tính tới hồi tai họa hoặc dương là chỉ võ mái nhiều quyền mới chuyển lập hội năm qua đoạn những đấng tu hành cao công quả mang cho chứng vị chứng ngôi người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc như ba cũng nói là phiên cả thế hướng thiện hoài đầu cải tà quy chánh với mong thiên đình ăn xá bớt khởi căn mới chuyển đến năm qua chầu Phật trước biết rõ lực trời thương Phật cùng hữu duyên nghe Phật pháp diệu màu kiến diện bực chân dư tu hành mau đắc quả sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình có nghĩa là cái người mà mình nghe lời ông Phật ông cảnh báo rằng khổ sở nó đến đây nào là bệnh dịch nào là giặc giả nào là chiến tranh rồi mình cũng vậy ví dụ bây giờ cái quy lực của con người mình trong thế gian này á sanh lão bệnh tử giàu cho khôn dạy nghèo giàu vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời ai không chết ai không đau. Như vậy thì bây giờ nếu mình trở lại làm y như Phật á, nó không đau, nó không bệnh. Rồi mình chịu không? Ví dụ bây giờ mình sống á, một á, ví dụ bây giờ ở dưới thế gian này có nghĩa là ông biểu mình làm chánh dữ, làm lành. Mà cái người mà làm lành được nhiều thì cái người đó được lên cảnh tiên. Đó, bước nhiều tiên cảnh lên rài. Còn cái người mà khi mà ta trở lại tâm mình, ta không còn dính mắc ở thế gian này, ta vô ngã rồi thì cái người đó bất sanh bất diệt. Hiểu không? Không có sanh ở thế gian nữa, không có đáo lại đây nữa. Như vậy là sống hoài, muôn tuổi không có bao giờ chết. Nó gì chịu không? Như vậy thì chắc ai cũng chịu chứ, ai cũng muốn thành Phật chứ. Cho nên ai cũng vậy chứ. Niệm Phật để về Tây Phương, còn tu thiền cũng để gì là niết bàn tịch tỉnh là đường vô sanh. Ví dụ bây giờ ông nói là bỏ hết đại cát xe qua thân mình tự chủ để tìm chỗ bất diệt bất sanh thiền định đặt làm thể chiếu huệ đặt làm mạng linh hồn nhập liên qua chiếu sanh vào khỏi niết bàn. Tại sao ông nói bỏ hết đại cát xe qua thân mình tự chủ? Hồi đó giờ mình lấy cái thân mình tự chủ chứ không phải mình lấy cái linh hồn á. Lấy tâm thần cai quản châu thân thì đâu có cái chuyện xảy ra, đâu có nó bó buộc cho con người mình khổ sở. Tại vì bây giờ mình mằn ra tiền cái mình theo danh lợi tình, nếu mà không được thì mình buồn phiền não. Như vậy thì bây giờ nếu mình theo thế gian này mình có tiền rồi mình về mà làm gì đó, tất cả bà con khi mà có tiền mà không hiểu đạo thì về làm gì? Sắm nhà sắm cửa sắm đất sắm giường sắm tài sản sắm xe hơi nhà lầu. Mà như vậy thì cái này nó có thật cho mình không bà con? Như vậy là chết rồi cũng nắm tay không đâu, đem tiền của đem nhà hầu non chỉ có tội phước hỏi còn. Thì bây giờ nếu cái người mà trở lại biết tội phước thì ta nói đâu nó cũng phải có giật giới lực, nói đâu nó cũng có phải là nghiêm chỉnh, nói đâu nó cũng phải ngay đó. Thì ở đây con người mình nếu mà thấy thế gian này không thật thì bây giờ mình trở lại cái thân thì mình sống nó bất tranh bất diệt. Còn này chấp cái thân, cái thân này ví dụ bây giờ nói lấy vô ngã có nghĩa là ta không còn ngã chấp. Còn bản ngã có nghĩa là mình còn chấp bản ngã, có nghĩa là mình còn chấp cái nào thì mình còn khổ. Cũng như lấy gương chiếu huệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật và dáng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ. Vậy là vô ngã là sao quý vị? Bây giờ trước hết á, mình muốn trừ phiền não mình phải lấy gương chiếu huệ mà dọn sạch ma lòng, mình phải có cái trí bát nhã, có trí sáng,
đó mình mới biết được cái là tiền não. Mà muốn lấy tiền não á, giới định huệ, con người phải có giới nè, có định nè, có huệ, thì nếu đổi lại thì mình không có bị phiền não. Và tham sân si thì ở đây nếu cái người mà lấy gương trí huệ mà dọn sạch ba lòng thì lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, mình có lòng khoan dung tha thứ nhẫn nhịn thì mình không bao giờ mình có phiền não, không bao giờ mình tham sân si đó. Thì ở đây nếu lấy gương trí huệ mà dọn sạch ba lòng, phải lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, phải lấy lòng bác ái nhân đạo. Đạo Phật là đạo từ bi bác ái, vũ đức giáng sanh, khoan dung đại độ, chứ đâu phải là đạo Phật không gì cả mình. Thương tất cả chúng sanh, thương tất cả hết, dầu kẻ ngu người trí, vẫn bình đẳng với cả chúng sanh. Đó. Cho nên là dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà tư tưởng với mọi người. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, phải giáng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ. Vậy là Đức Thầy đã hứa mình, nếu mình hy sinh, mình làm hết sức mình thì sẽ có ổng. Tại vì đây là vô ngã thôi. Mà vô ngã thì mình không còn chấp với thế gian gì hết. Tại vì tôi không có nghĩ xác thân tôi bây giờ, xác thân này á, nó cũng là chết à, tứ đại à, thế nào cũng có ngày tan giả. Mà nếu mình nghĩ được vậy thì mình đâu còn cái gì lo cho xác thân nữa. Nó chỉ tạm thôi, nó chỉ là phương tiện. Ví dụ muốn đi qua sông thì nhà có chiếc thuyền, chiếc ghe, thì ở đây mà muốn đi qua từ cõi này mà đi qua cõi Tây Phương, đi qua bờ giác bên kia, thì mình mượn cái thuyền gì, cái xác thân mình, xác thân giả tạm chứ đâu mà ta mượn tiền để qua gia, đến bến bờ rồi sẽ bỏ, chứ giờ xác thân có đem đâu được quý vị. Đức Phật tất cả ông tổ xuống đây để nhờ cái xác thân để độ cho tất cả chúng sanh, rồi ông cũng bỏ. Mình cũng vậy, mượn đây, sống đây mà ta không có chấp. Có nghĩa là sống ở thế gian mà không có gì để dính mắc thế gian, không có gì mà lệ thuộc ở trên thế gian. Ví dụ bây giờ thấy rõ ràng con mắt mình thấy danh lợi tình ta đều thấy hết, mà ta không có lệ thuộc cái nào hết. Còn khi ở đời á, thấy cái nào dính cái nấy, thấy danh cũng dính, thấy lợi cũng dính, thấy tình cũng dính, thì thấy cái nào cũng dính. Còn ông Phật thì nếu đi như Phật thì thấy là thấy chứ không bao giờ dính. Bởi vì đây là cảnh, mình nhớ rằng cảnh không phải thật của mình. Nếu cảnh là nó không có thật. Bởi vì á, cảnh vô tình bị mình ngủ ý, thấy không? Mê cũng tại mình mê, tỉnh cũng tại mình tỉnh. Mê tỉnh vốn tại tâm, tỉnh mê không tại cảnh. Đó, có nghĩa là nếu mà nói cái cảnh là đâu phải của mình. Bây giờ cái người mà ta nói bây giờ cái đó nó có cảnh, cảnh là không thật. Mà cái thật của mình, tại sao nói cái thật của mình? Nếu nói cái thật của mình thì bây giờ nè, tôi nói cho quý vị nha, nói tôi chỉ cái thật nha. Bây giờ cũng như cái thấy, cái nghe, cái biết, cái này mình bỏ không được, mà mình mua cũng có, mà mình kiếm đâu cũng được, mà cái này mình bỏ không được, mà cái này cái thật. Nếu ai trở lại đây cái thấy, cái nghe mình là cái thật. Ví dụ như ta thấy, như Đức Phật thấy, thấy thì chỉ thấy thôi, chứ không bao giờ ta theo cái cảnh khổ. Bởi vì thấy, ta thấy như Đức Phật thì đó là thấy, ta trở lại tâm ta. Nếu ta thấy cảnh, cảnh là nó giả rồi. Nếu ta trở lại tâm ta thì cái nghe cũng vậy, thấy nghe hay biết thì điều hoàn toàn cái này là cái của Phật tánh mình đó. Cái này là ông Phật nếu trở lại đây là nó sẽ, nếu mà nhận được vậy thì ông này sẽ thành Phật, ông này được giải thoát đó. Ở đây muốn nói là cái sự khổ trên đời mà ai mà trở lại được tâm mình, ví dụ như ông nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, mà bây giờ mình không trở lại tánh mình. Nếu bây giờ mình trở lại tánh mình thì tất cả những cái pháp của thế gian cũng dạy mình, những cái pháp công bằng cũng dạy mình để đều trở lại đây hết, chứ nó không mài. Bởi vì ông dạy mình hết khổ mà trở lại đây mới hết khổ, cho giờ còn chấp cái cảnh nào thì còn khổ đấy, chứ không có ai mà khỏi được. Còn mình trở lại đây là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, cũng như nơi khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn thẳng ánh nơi dòng sanh chúng, ai mê tâm nghe qua không phục dám chi tập, đã mở tánh linh lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, thì cũng thấy khổ đây một. Như vậy thì khi cái lòng mình ngộ rồi không đợi kinh, thấy không? Khó tầm cho gặp chủ nhân ông, còn nó khó lắm.
còn ẩn ánh nơi dòng sanh chúng, còn ẩn ở đây nè, nơi dòng sanh chúng. Bởi vì khi ẩn ở đây á, cái tư tưởng mình nơi kia nó dương lên, nào là sanh chúng, đó là ông tưởng đó. Mà khi dứt được cái sanh chúng này thì mình trở lại ông tánh. Bây giờ có nghĩa là nó theo danh lợi biết không? Biết, biết mà tại vì mình không bỏ mê nó quá lâu. Thành thử ra đây là tập trung nó quá lâu rồi từ từ. Ví dụ bây giờ đường đạo, đường trần mà nó quen rồi thì bỡ ngỡ đường tiên. Mà đường tiên nó đã thân thục rồi, bắt đầu đường trần dầu có leo đi nữa nó không theo. Bởi vì nó đã quen rồi. Quen đường tiên thì bỡ ngỡ lại đường trần. Thì ở đây là cái của mình luyện tập, cái của mình tu tịnh là gì? Là trở lại nó giống thật. Chứ bây giờ nếu mình nói y như vậy thì mình đâu có ông nào giải thoát. Đó, khó tầm cho gặp chủ nhân âm, còn ẩn ánh nơi dòng thanh tục. Ai mê tâm nghe qua không cũng dám chi tầm nặng mở tánh linh, lầm ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh. Thì cái này khi mình ngộ rồi, lầm ngộ là gì? Ngộ là đó giờ mình nghĩ ông Phật ông ở đâu á. Ví dụ như mình, cái người khi hiểu được thì ông Phật nhận ra cái lý nghe tâm mình, cho ông ở đâu chứ. Cho đời hiểu rõ lý chân không. Lý nó ở đây nè, mê với tỉnh nhận ra là lý. Mà cái lý cho đời hiểu rõ lý chân không, lý nó không có mài ra. Cái tâm mình không chính mắc gì đó mình trở lên lý. Ví dụ bây giờ hồi đó Lục Tổ đi, Lục Tổ nói với thằng Út. Giờ mình nói cái đoạn sau đây nè. Bổn lai không một vật, nó là nói chân lý đó. Bổn lai không một vật, ông kêu nó bổn lai là có. Dù nó có, ông nào nó bổn lai không một vật. Thì Đức Thầy nói y như vậy. Đức Thầy nói đó, tịnh vô nhất vật. Ha, ê ra không? Tịnh vô nhất vật, bụi hồng trần nhất thạch trước ông. Luôn linh ngăn chiến đại đồng ta bà, thế giới sắc không một màu. Sài Gòn đến chống đầu liều mở. Ta bà thế giới sắc không một màu, có nghĩa là mình trở lại tâm mình nó có một. Nếu một mà nói một nó đối với hai, thành thử ra đây ông nói pháp không hai. Không hai là pháp đốn. Đối đẳng tiên cuối cùng mình hiểu ra Phật tánh của mình. Đó. Cho nên ở đây là nếu cái người mình nhận được thì cái người đó sẽ giải thoát mà sẽ thành Phật. Còn người nhận không được thì cái người đó chưa. Ví dụ bây giờ có tu gì nữa, có giỏi gì cũng thưởng phước thôi. Ví dụ như Côn Dương Lương Võ Đế, ổng đi về thì ổng bị tổ sư Đạt Ma. Ổng hỏi tổ sư Đạt Ma, nếu tôi lập chùa, nếu nuôi tăng sư, tất cả vậy đều có đức không? Tổ sư nói không. Bởi vì ổng làm phước mà ổng đâu có trả lại tâm gì, ổng đâu có trả lại là tâm mình. Niệm Phật là miễn cái bản lai thanh tịnh của Phật mình, hoặc là khó tìm cái gặp chủ chứ không. Đó, ổng đâu có biết trả lại tâm, ổng đâu có. Thành thử nếu mình tu đức thì mình phải trả lại tâm mình, trả lại tâm mình thương tất cả chúng sanh. Tâm mình nó không dính mắc ở thế gian, không có gì hết. Như vậy thì mới là chân lý mà chân không. Đó, như vậy là lý gọi là chân không. Mà nếu mình trở lại đây thì mình giống ông Phật. Mình giống ông Phật mình mới đi theo ông Phật được. Chứ nói có nhiều khi nói chuyện thôi ông làm gì không được, là ông Phật mà ai làm gì nói vậy. Chứ ông Phật mà đâu phải vậy. Nếu mà thành ông Phật thì đâu có được. Ở đây là mình nói trên cái kiến thức, có nghĩa là cái người hiểu được, cái người biết đường được thì cái người đó người ta đi có thể tới đường, tới chỗ. Ví dụ như Đức Thầy ở Tây Phương xuống đây thì ổng đã biết đường rồi, ổng mới chỉ mình. Thì cái người mà khi biết được hoặc ông chỉ mình không rành thì cái người lãnh đạo cũng vậy. Khi ta nói được, và ta nói được là nhân đạo, ta nói được tiên đạo, ta nói được Phật đạo, ta nói từ tâm làm phước rồi từ tu tịnh tu này kia trở lên tâm mình thì cái người đó mới được giải thoát. Như vậy thì ở đây là mình muốn nói ông Phật không phải là ông nói mình làm phước không, không phải ông nói tướng cung, mà ông nói trở lại tâm mình, trở lại tâm mình, trở tâm mình nó có về Tây Phương được. Đường đạo lý trở nên chán nản, phải bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm. Ông nói nè, Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí, phải không? Ở đây ông nói Tây Phương ở trong, mà bây giờ mình trở lại tâm mình. Nếu ở trong não trí, trong tâm trí mình trở lại đây, mình không dính mắc gì ở thế gian, mình trở lại mình sống với ông Phật mình, thì đây là Tây Phương, đây là cực lạc. À, muốn gì có nấy, đây là lý. Còn nếu bây giờ mình nói niệm Phật Tây Phương mà mình không biết tâm tánh gì hết trơn rồi, cái đó nó cũng không có gì đâu. Bởi vậy ai không niệm Phật
mà niệm Phật phải trả gì đi đó. Niệm Phật phải biết được, ví dụ như cũng như lục tổ nói, ông kia nói lận về Tây Phương, ông nói niệm Phật để về Tây Phương, lục tổ không phải nói vậy, lục tổ nói Tây Phương là tự tánh, cái người trở lại tự tánh mình là Tây Phương chứ không có nói ngoài ra được đó. Còn ở đây cái người mình mới tu phải nói ở Tây Phương, phải nói Đông, nói Tây, nói Tây Phương, nói thế gian rồi này kia, rồi mình biết đặng mình trở lại nó là mình tu, đặng nó có thể giải thoát y dương Phật đó. Ở đây là muốn nói có nghĩa là bây giờ mình muốn nói á, nếu mình muốn nói ở thế gian thì mình phải nói là ổng phải nói là đau bệnh vật vã. Rồi từ khi mình ở hạ môn này, hạ môn nay đã hết đời. Nếu mà mình không tu thì mình theo hạ môn thì mình đã hết. Mà mình tu thì mình trở lại sống cõi thượng môn an lạc. Ở đây là ông cảnh báo cho mình, nếu bây giờ mình làm ác thì một hơi nữa mình đi xuống chứ á. Ví dụ như làm phước á thì được lên đảo, còn làm được năm giới thành người. Mà làm là sát sanh hại vật đồ này kia, làm toàn tình ác ôn thì ngạ quỷ xuất sanh địa ngục. Như vậy là mình lỡ xa xuống dưới rồi biết nào lên. Thành thử ra ông Phật ổng muốn lúc nào ổng cảnh tỉnh chứ không hiểu rồi. Tu chiếc chiếc nó không có dễ, dừng đổi đầu có kiếp chiếc không. Tu chiếc chiếc là sao? Có nhiều khi người ta nói chiếc chiếc cái mình cũng không biết. Chiếc chiếc là mau mau, mà mau mau tu sao mau mau mới được chứ. Bây giờ mình nói ở bây giờ tu kiếp kiếp rồi tu tôi nói tu kiếp kiếp rồi tôi niệm Phật kiếp kiếp hay gì đó, cái đó là chuyện của mình. Tu có nghĩa là sửa, hồi đó tới giờ có nghĩa là mình dòm con mắt mình dòm ra, mình thấy tội bà này ông kia, bà bảy bà tám rồi thì kia tội, cái đó bắt đầu mình nói ông này làm gì không được, ông kia làm gì không được, ông họ làm gì không được, mình bắt lỗi người ta thì nơi nữa có thể minh lòng, có thể là bị người ta la đã đầy. Bây giờ trở lại có gì đâu, bây giờ mình trở lại phản quan tự kỷ, mình bắt lòng bắt lỗi mình, có nghĩa là sao mình không bắt lỗi mình. Thí dụ bây giờ mình biết tám điều dân cấm mà mình có làm được không, mình còn thiếu giới nào không. Thí dụ điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc, phát hiện cái rồi nó đang biết có giữ cho tròn lương lý tam ca ngũ thường đó, thì mình phải làm sao cho y trong giáo lý, y trong giới lực của Đức Thầy đã dạy. À, cũng như điều thứ nhì, ta phải cần kiệm xuất chánh lo làm ăn, lo tu hiền. À, làm ăn tu hiền. Như vậy có người, nhiều người, có nhiều ông đạo làm ăn mà tu hiền ít, thì cũng không được đó. Mà có nhiều ông làm tu hiền mà không làm ăn. Như vậy tu hiền mà mình không làm ăn rồi mình lấy đâu mình ăn mà tu, phải không? Cho nên ở đây là cần kiệm xuất chánh lo làm ăn và lo tu hiền. Mà cái tu hiền là cái chính, còn cái làm ăn này là cái phụ. Cái phụ là gì? Cái phụ là cái mượn đỡ. Ví dụ bây giờ mình mượn đỡ cái chán này để cho nó ăn, phải ăn uống cũng như mọi người mà mình ăn tương, ăn rau rồi này kia để cho nó đỡ. Chứ ta đâu, nó đâu có tồn tại gì đâu, nơi nó chết à. Thành nữ ra đây mình trở lại tâm mình, trở lại tâm hồn của mình, đây là cái thật đó. Thành nữ ra vừa làm ăn mà vừa tu hiền, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nhóm nhận. Lúc nào ông cũng muốn biểu mình tha thứ nhẫn nhịn, chắc có lúc nào Phật có chỗ nào nói mình tranh đấu không gì không. Mà nếu cái người mà tranh đấu á thì cũng được, mà ta nói tranh đấu gì cái lợi thì tranh đấu một sao mà mình đừng có săn hẳn thì cái người đó tốt. Thay vì ví dụ bây giờ mình nói mình la anh em, la con cháu mình, mà mình la bình thường, mình la bằng cách là dạy dỗ thì cái đó tốt. Mà sợ mình la bằng cách săn hẳn thì cái đó nó gây ra nhân quả. Bởi vì khi nào mình săn là nó phải có tội chứ không nói gì đâu. Mà có một cái là mình la gầy mà mình dạy biểu cho nó tốt đẹp thì cái đó là cái tốt đẹp của trong đạo. Thì cái người mà làm được vậy chứ đừng đấy cười quýnh con tôi hoặc cái gì đó la vợ gì đó mà mình chửi lũa, mình la nặng lời quá thì cái đó nó cũng phải bị nhân quả. Thì đây là mình muốn nói là cái người mà trở lại biết đạo đức thì phải biết giới lực, phải có giới lực, nói tới đâu phải có giới lực, mới học đạo bước chân chưa dựng phải cần lấy cứng nắm cứng lực nghi,
nói làm bất cứ việc gì cần phải lấy nước đạo nghì ra đo. Bây giờ mình có nghĩa là mình lấy giới lực, thí dụ bây giờ mình nói tám điều dân cấm thì đó mê tín dị đoan. Rồi bây giờ mình lấy cái thước đi, thí dụ bây giờ mình lấy thập thiện đó, thập thiện là mình hành mà khỏi cần, giờ mình trừ ác, mình không có làm ác thì tất nhiên mình làm thiện, chứ nó không có gì khác. Chứ mình đừng cứ nói là tôi phải làm thiện, bây giờ ác nhỏ ác lớn gì tôi không làm, nói sắc thanh đạo đà đạo đặc là đi ăn tôi không làm, nhỏ cũng không làm mà lớn cũng không làm. Như vậy thì bây giờ mình trở lại đây, mình thế giới này mình không làm ác thì mình làm thiện đó, lỡ thiện nghĩ ngon ác khẩu trong ngữ, mình biết được mấy cái giới này ông Phật ông cấm nó, ông Phật ông cấm nói ra nó có lợi, mà mình nói hai lời thì kia thì mình không làm thì mình trở lại tốt đẹp đó. Tham lam sân nổ mê thi, mình đâu có tham, mình muốn về Tây Phương rồi, bây giờ mình ở đây mình ăn nhắm ăn đây làm gì đó, ăn đây cũng bỏ lại mằng mà gây cái của rồi gây cái điệp báo thì mình đâu muốn đó. Cho nên á, đạo có nghĩa là mình nói giàu nhân quả ít hay nhiều thì mình không thể làm cho người ta đau khổ, mà nếu người ta đau khổ thì mình làm cho mình đau khổ. Thì ở đây là đạo là không bao giờ làm cho những gì người ta đau khổ, như tham lam sân nộ mê chi. Như sân nộ á, lửa trong tâm chẳng đốt mà lần nổi lôi đình, đâu có định chừng cho ta biết mà con giữ trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược như loài người ở cõi thế gian, mới giận hờn nhau thù quán dễ dàng, mới có cuộc tranh tài đấu lực hơn tự đắc theo phan giọng chức, mới thưa thua hổ ngư làm chuyện bất lành, mới gây nghiệp dữ quan quan tương báo. Bởi vì trong cơn giận mà gây nghiệp dữ quan quan tương báo, trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp giữa trên rừng, nếu mình nói mình cũng như con cọp, cọp nếu nó gặp thịt thì đâu có nói khổ sở gì. Như con cọp giữa trên rừng gặp thịt thì tan cấu xé tương bừng, một phân từng mảnh mới là hổ giả, dứt được nó tâm trần không hạ, phải không? Dứt được mấy cái này nè, cái sân hận này nè, cái này lửa trong tâm những đốt con lần nào, rồi ông nói thêm nè, dứt được đó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tính thân dung thượng thiệt hành đi, đừng có ngại ngùng tha thứ kẻ lỗi lầm ngu thực và nhẫn nhịn, đừng tham tranh lẫn khỏi mắt lòng tất cả mọi người. Ông nói trở lại là tánh thần lương với vẻ mặt vui tươi chị mới đáng tín đồ cháu. Cái người mà khi mà mình đã tín đồ Phật giáo, mình phải biết giới lực, mình phải phan dung tha thứ nhẫn nhịn đó, như vậy thì mình mới trở lại là tín đồ. Mà nếu mình trở lại cho người tốt đẹp như vậy thì ai cũng vậy chứ. Nếu mười giới mình không làm thì mình trở lại lành, mà khi lành rồi, nếu mười giới mình làm được rồi, rồi bây giờ cái giới lực mình làm được thì bây giờ tứ ăn thì cha mẹ ăn tam bảo ăn đồng bào và nhân loại thì mình đã làm được. Thì giờ ở đây á, có nghĩa là ông Phật ông dạy mình rất chí lý, có nghĩa là ông dạy mình từ ly từ lý. Ví dụ giờ vừa nói nè, rồi vừa đem giới lực đạo Phật hảo, Phật giáo Phật hảo phải từ vậy đó. Ví dụ như làm xong ba nghiệp trước, phải làm theo tám điều chánh, theo khi diệt được thập ác rồi, tự nhiên mười điều lành hiện ra, như thế ta đã đi thêm một bước trên con đường đạo hạnh. Nhưng tự tấn bộ cũng nghĩa là đạt được mục đích, cần hành luôn đạo bất chấp tiếp theo, vì đó là quyển kinh nhật tụng, những ai muốn thoát cứu mê đồ tấn triển trên con đường giải thoát. Bất chính á thì một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh tinh tấn, bốn chánh mạng, năm chánh ngữ, sáu chánh định, bảy chánh niệm, tám chánh định. Bây giờ mình kể sơ thôi, một hai chánh thôi. Ví dụ bây giờ mình nói chánh ở đây nó năm cái chánh, mà mình chỉ đạt được một chánh một thôi, ví dụ như chánh định, thì mình đạt được chánh định thì mình đã đi xuống con thuyền, mình đã đạt được mình thanh tịnh. Ví dụ như chánh định ở đời người ta thường hay có những ý định, đây là mình nói ở đời nha, ở đời người ta thường coi hay có những ý định làm cho mình được sáng thêm lên, được giàu thêm lên, được sung sướng thêm lên, nghĩa là hoàn toàn những ý định nhỏ nhen thấp hỏi, thấy không? Có nghĩa là ở đời đừng nói mình làm có tiền có bạc, mình sung sướng thêm lên, mình giỏi, mình nói xuống hoàn toàn nhỏ nhoi thấp hỏi. Họ không hiểu rằng cuộc đời là giả tạm, nay dày mai khác, thân thể lột lưng của cải gia tài như bù răng trước chó, nước bọt mây bèo như cái xanh, cái lão, cái bệnh, cái tử được đặt lên trên cuộc đời người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa.
mà tất cả nhân loại không thiếu sót một ai, mà họ vẫn cuồng cuộn tâm trí đi theo bả lợi danh, đi theo mùi phú quý, đi theo những vật dụng tỏ ti eo hẹp. Nó đó là một thế gian. Ở đây nè, ông nói ngoài kiếp phù du của trần thế còn có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Nếu ta lấy sự thiền định phá tan màn u minh gia phủ, thì ở cảnh ấy người mình hết buồn, hết khổ, hết quả báo luôn rồi. Nếu mình trở lại sự chánh định, thiền định, thiền định thì phá tan các làng sống thị dục, lôi kéo vào những nẻo tà, tâm ta chẳng còn xáo động, chí ta tỏ ra như chân dầm một màu sáng suốt, không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tiệt hết sự phàm trần, lần bước trên con đường giải thoát. Như vậy thì nếu mình nói thiền định thì mình nói ngoài, ở ngoài mình không có danh, không có lợi, không có tình, cái gì á mình định là ở đây. Nếu mình động á mình mới theo, còn giờ định, định là trở ra đây sống với chính mình, mình đâu có sống ngoài cảnh nữa, làm cái định ngoài thiền đó. Ở ngoài thì danh lợi tình nói ở ngoài nó dễ, bắt đầu nói định, định là trong nè. Ở định là mình phải có ý chí, từ xưa tới giờ mình có tâm trí sáng suốt, lúc nào cũng là sáng suốt, lúc nào nó cũng là y như là hằng giờ hằng phút nào nó cũng có sáng suốt, mà tại vì mình theo cảnh thì nó quên đi cái tính chất khuôn mặt. Thành thử có bây giờ mình trở lại mình có sức định, nếu mình làm y như cái chánh định của Đức Thầy đã dạy thì mình đi trên con đường giải thoát. Bởi vì định, ngoài thiền chống định, ngoài tôi không nhiễm trần, trong tôi không tánh loạn, thì đó là mình thanh định. Định được vậy thì từ từ mình sẽ giải thoát. Thì ở đây á, thì đây là mình nói một vài điều để mà mình có sự nghiên cứu. Ví dụ mình tu, mình trở lại cái người tốt đẹp hiền lành, thì ông Phật lúc nào ông nói từ cấp lên cao, ông nói á, ông muốn cho mình giải thoát. Mà bây giờ cái người mà nếu tu giải thoát thì ít. Thành thử ra đây là ông mới nói nè, nhân đạo, tiên đạo, Phật đạo, cho nên ngũ thừa Phật giáo. Thành thử ra ở trên này thì ông nói nào là A-la-hán, nào là Bồ-Tát, Phật. Ở dưới là ông mới nói là nhân, người tiên đó. Thành thử ngũ thừa Phật giáo. Hồi đó chư Phật á, chỉ có trọng một từ giải thoát thôi. Ví dụ như đạo là chỉ giải cho mình giải thoát thôi. Mà bây giờ có nghĩa là cái thời hạ quân an lạc, có nghĩa là cái thời này là mình theo vật chất chân minh, có nghĩa là cái người mình mê muội. Thành thử ra đưa sâu vào vấn đề, có nghĩa là phải hạ xuống được cái người khi vô hiểu được rồi, rồi từ từ mình mới tiến lên. Vì vậy là bật lúc nào cũng bắt nó thang cho mình leo từ ở dưới lên trên. Ví dụ bây giờ mình muốn cất nền cái nhà thì mình phải làm cái nền cho chắc. Nền cho chắc là gì? Cái nền cho chắc là mình phải làm nhân đạo. Mà nếu nhân đạo rồi thì mình cất nhà lên, mình có thể lên tiên đạo. Như vậy là tiên đạo thì cái nền nó phải cứng hơn, vậy là mình mới cắt lên cái nhà cao tầng đó. Cao tầng vậy là nó mới chắc. Còn cái này mình nói trên trời rồi mà ở dưới này mình không làm cho được, phải không? Thì ở đây là muốn nói có nghĩa là phải từ bậc đường đạo đức bước đi từ nắc cho nó. Lời văn phô ý kiến chẳng cao, nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, mà đường đạo đức bước đi từ nắc, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, phải bền lòng chặt nẻo xác định, dám kiếm giữ bất sanh bất diệt. Có nghĩa là đường đạo đức bước đi từ nắc. Ông nói là lời văn thô ý kiến chẳng cao, nói đây là nói giải thoát, nói đây là cao. Mà đây nè, lời văn nói ra không cao, nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, đây là ông vô đề. Có nghĩa là nội là gì? Nội quan cảnh, nội trong cái cảnh, ở trong cái mà mình, mà cái cảnh trong thì mình không có phiền não, mình không có chất chứa cái gì ở trong này, gọi là nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, không có vật nào mà vô trong tâm mình được. Vậy là nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, mấy đường đạo đức bước đi từ nắc. Có nghĩa là ông nói đây là giải thoát, mà mình nhớ nha, mình phải làm từ dưới lên cao, nên chứ không phải mà mình bỏ ngang những cái nhân đạo, ở mình những cái hiếu thuận, những cái trung hiếu đồ này kia mình phải làm đó. Rồi mình phải giới lực ở dưới mọi nghiêm minh thì ở trên này nó sẽ có, chứ mình đừng có nói ở trên không rồi bây giờ mà leo cao quá là hơi nó té không đỡ được. Ở đây là đường nội quan cảnh tâm vô kỳ vật,
mà đường đạo đức bước đi từ nắp ngoại quan hình bất chấp gì hình. Ngoại quan hình là gì? Ngoại là bề ngoài của mình. Ví dụ bây giờ ông nói danh lợi tình, ông nói tất cả những ở thế gian ở ngoài, những cái gì đẹp ở thế gian mà mình không dính mắt đó, ngoại quan hình không có chấp một hình nào. Như vậy thì ngoài cái thiền trong mới định đó, thì đây là ngoại quan hình bất chấp gì mình phải bền lòng. Cái lòng nở bền vậy đó, bền lòng chặt nẻo sắc đinh gian kim chữ bất sanh bất diệt. Nếu cái lòng mình cũng như đinh như sắt, đóng vô cột, đóng như hàng vô sắt thì không bao giờ nó bị thay đổi. Gian kim chữ bất sanh bất diệt, nếu làm như vậy thì theo mà không còn sanh tử nữa thì mình đã giải thoát cái kiếp này đó. Thì y theo mặt mà làm y như vậy thì cái người được là hoàn toàn giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin chia sẻ với toàn thể quý vị clip này để toàn thể quý vị nghe, để chúng ta đã giám hộ tu hành. Mong cầu cho chư Phật Thượng Vinh gia hộ toàn thể quý vị tinh tấn vào pháp bộ đời tâm, kịp đến ngày Long Hoa Đại Hội. Nam mô A Di Đà Phật. Quá tuyệt vời.